Xin chào anh chị và quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ngọc Thiện Invest. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến kênh của em thì kênh của em chuyên chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán Việt, cập nhật tin tức hàng ngày và đưa ra những khuyến nghị đúng đắn nhất. Mọi người xem video thấy hay thì có thể để lại một like, nút comment và đặc biệt chia sẻ video này dành cho những người thân yêu nhất. Đấy, nhớ subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nha. Thì ngày hôm nay thì cái tổng khối lượng giao dịch nó lên đến đâu đó khoảng 26.000 tỷ đồng. Gần 26.000 tỷ đồng thì cho thấy là cái áp lực bán của các nhà đầu tư thì hiện tại đang rất còn nhiều. Và hôm nay chủ yếu bán thì cái dòng về bên ngân hàng là bán là chính, bởi vì bên ngân hàng hiện tại là nếu mà anh chị quan sát kỹ thì bên ngân hàng thì ở trong cái rổ VN30 cũng như là về VN Index ấy, nó chiếm đến 10 con lận, và trong này cái rổ này có 30 con và chiếm đến 10 con lận, nên là những cái dòng về gì dòng về ngân hàng mà nó giảm thì đương nhiên là gì là nó sẽ giảm theo, đấy là điều bình thường. Những cái dòng trụ ví dụ như VRE thì em cũng nói là gì nó phá vỡ trên giảm thì con này nó đi xuống tiếp. Đấy, Vietcombank thì riêng Vietcombank thì nó đã tính ra nó đã 3% rồi. Anh chị vào chỗ phần chuyển động thị trường này. Đây, anh chị thấy là cái việc này này. Đây, riêng nó đã góp phần là mất 3,4% điểm rồi. 3,4 điểm rồi. Còn những con khác ví dụ như là về dòng BID nó cũng mất đâu đó 1 điểm rồi. Đấy, con này con gì đây? CTG này, rồi là SHB mất đến đâu đó 0,6 mấy điểm rồi. Thì anh chị do thấy là cái việc mà áp lực bán từ các dòng banh người ta chốt lời là điều hiển nhiên. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì người ta đã gom từ những cái khu vực thấp rồi thì cái việc mà người ta chốt lời từ các tổ chức cũng như các nhà đầu tư thì nó đều hoàn toàn dễ hiểu, mà đặc biệt là bây giờ là cũng cận kề Tết rồi thì khả năng mà người ta chốt lời để người ta ăn Tết là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nên là cái việc mà rung rủ như này thì mình và em mà cũng như là anh chị nào đã theo dõi ở trong nhóm thì em cũng đã nói với anh chị trước về cái vấn đề này rồi, là dòng tiền nó sẽ chuyển từ bên dòng này sang dòng khác. Đấy, hôm nay thị trường đi xuống, anh chị thấy là thị trường đi xuống rất là mạnh, nhưng tại sao mà dòng về thì dòng bên chứng khoán nó vẫn tăng? Thì anh chị phải đặt câu hỏi là tại sao mà dòng về bên gì banh mà nó giảm mạnh như vậy, thị trường giảm như vậy mà tại sao dòng chứng vẫn tăng? Bởi vì cơ bản là sao? Cơ bản là bây giờ dòng tiền nó luân chuyển. Bây giờ giả sử như anh chị, bây giờ anh chị có tiền anh chị chốt đâu đó khoảng đến 10-15% thì anh chị chuyển sang dòng khác là bình thường, đúng không? Nên là anh chị không cần phải lo lắng, bởi vì khi mà đối với lại về VN Index ấy, hiện tại nó vẫn đang rất là ổn. Hiện tại nếu mà so về nhìn nhìn xa ra ấy, thì cái việc mà bật lên và hồi phục trở lại những cái vị gì khu vực hỗ trợ gần nhất, ví dụ như là 1164 hoặc là loanh quanh đâu đó khoảng 1160 là điều bình thường. Nên là cái việc mà rung rủ trên thị trường là một điều bắt buộc nó phải xảy ra và điều tất yếu. Và anh chị khi mà anh chị tìm hiểu và anh chị quan tâm những cái việc đấy ấy, thì anh chị sẽ biết rằng là để mà có một cái thị trường tốt thì nó bắt đầu thì nó phải gì? Nó phải có sự rủ. Để sao loại bỏ các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn và thiếu kỷ luật. Đấy. Ví dụ như loại bỏ những nhà đầu tư chủ yếu là hôm nay là ai thoát ra là người ta đu giá cao, hoặc là những ai mà gì hiện tại đang có lời người ta chốt, đấy là điều bình thường, đúng không? Thế bây giờ anh chị bảo là bây giờ ai mà đu đâu đó 1183 mà bây giờ là xuống 116 gì 64 là 20 điểm rồi, thì có những con mã cổ phiếu anh chị đu vào ví dụ như VRE anh chị đu vào bây giờ hôm nay giảm tận 6-7% nếu mà anh chị đu từ trên này, đúng không? 6-7% đấy, mà ví dụ STB đấy anh chị đu từ bên trên này thì nó giảm đấy. Chứ còn những ai mà con khu thấp thì hôm nay có bị sao đó, chẳng có vấn đề gì. Đấy, kể cả ma sạn thế này nó phá vỡ đáy này, nó đi xuống này. Thì cái vấn đề của đây là gì, là thị trường nó luôn luôn có sự tăng và sự giảm điều chỉnh, nên những con nào anh chị gom ở vùng nền mà gom thì anh chị cứ cơ cấu làm việc bình thường. Ví dụ như hôm nay có con SHB này, hôm nay cái volume của nó nổ rất là mạnh lên đến đâu đó là 127 triệu cổ phiếu, thì đây là một trong những con mà nó có sự gọi là giảm điểm cực kỳ mạnh và nổ volume cực kỳ mạnh ở khu vực trên này. Đấy, anh chị thấy không? Thì cái việc này thì chủ yếu là theo em thì là do gì, là do những cái người mà người ta gom ở những cái khu vực này, tính ra là 94 triệu cổ phiếu là từ ngày bao giờ, từ ngày mùng 10 tháng 1 rồi, là người ta đu ở đây này, người ta bật lên khi mà gì nó break đấy, lên trên này là người ta đủ, thì người ta đủ lợi nhuận nên có thể là người ta chốt đấy. Nhưng mà con này ngày hôm nay thì nó cũng đâu có giảm sàn đâu mọi người đấy, nó không có giảm sàn đây. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà giả sử như có giảm sàn thì chứng tỏ là gì, là chứng tỏ là các nhà đầu tư đang bán rất nhiều, nhưng nó không có giảm sàn được thì đồng nghĩa với việc là gì, là đã có những cái gì, có những người khác đã gom hàng vào, đúng không anh chị? Nghĩa là ví dụ nó chạm những cái vùng này mà nó thì vẫn có lực gom hàng vào, anh chị nhìn cái khu vực mà có râu đến này nhá, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó muốn đẩy và đẩy thẳng nó đi thẳng xuống đây này, gọi là đi vào lòng đất luôn á. Nhưng mà sao, nhưng mà nó không 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 đẩy qua được, bởi vì có lực gom hàng. Thì chứng tỏ là bây giờ những cái yếu tố từ các gì các nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức người ta gom lại và hấp thụ lại, mà để hấp thụ lại tận là 127 triệu cổ phiếu thì nó cũng phải mất một thời gian, chứ không thể nào mà nó xuống đây bắt đầu là anh chị vào gom thì nó khá là nguy hiểm ha. Đây anh chị thấy là
Thời điểm trước đó đây nó cũng xuống, nó khớp đâu đó là 25 triệu cổ phiếu thôi, nhưng mà nó cũng đi một cây khá là dài, đi một cây khá là dài lên đến đâu đó 6 đến 7%, mà hôm nay nó tính ra nó chỉ có 5% thôi, nhưng mà số lượng cổ phiếu nó nhiều hơn. Tại sao số lượng cổ phiếu nhiều hơn mà nó lại khả giảm ít hơn? Đây chỗ này 25 triệu cổ phiếu mà nó đã giảm nhiều hơn rồi, đây là đâu đó là 127 triệu cổ phiếu, có nghĩa là nó gấp đâu đó là 6 lần, mà tại sao nó không giảm bằng? Bởi vì cơ bản là sao, cơ bản là có dòng tiền đi vô vào, nghĩa là 127 triệu cổ phiếu này không phải là gì, không phải là người ta bán hết, mà một có thể là một nửa hoặc là 1/3 người ta gom hàng ở khu vực này, nên là nó không giảm được, đúng không? Chứ còn tất cả 127 triệu cổ phiếu mà nó đi thẳng xuống ấy, thì nó không phải ở đây đâu anh chị. Đó, ví dụ nó gấp 6 lần thì chắc là nó phải đi xuống đây luôn, mà chắc chắn là nó sàn luôn đấy, bởi vì ở Việt Nam thì có giá sàn và giá trần mà, thì đương nhiên là xuống dưới cùng thì nó cũng chỉ là giá sàn thôi, còn ví dụ như là nó không có biên biên giảm ấy, thì nó có phải đi xuống đây luôn không, đúng không anh chị? Nên là cái việc mà nó giảm điều chỉnh này thì không phải lo lắng gì, không phải lo lắng. Còn anh chị nào chưa có hàng về bên gì bên ngân hàng thì có thể là trong một vài phiên tới, nếu thị trường nó ok thì em có thể khuyến nghị cho anh chị ở trong dung khuyến nghị đấy. Còn những cái con khác ví dụ như về dòng chứng khoán thì anh chị thấy không, đây HCM này đấy, tăng trưởng lên đây thì nó sẽ có đợt điều chỉnh nó giảm xuống đấy. Và con này thì ngày hôm nay thì anh chị cũng biết là em có chốt lời về cái con mã cổ phiếu đấy, chính là gì, FTS, vì căn bản là em thấy là ở cái khu vực này là em đã đủ target rồi, và anh chị trong nhóm thì anh chị cũng biết là em gom khu vực dưới này và lên trên đỉnh này em chốt thì cũng khoảng 10%, còn cái việc mà nó gì nó sẽ có một đợt rủ xuống khu vực này thì em lại gom lại bình thường, đúng không? Bởi vì bây giờ thị trường ấy nó như thế này thì gần như là thể nào nó cũng không tăng được ngay, nên là chẳng việc gì mà em phải giữ ở cái khu vực này cả, em cứ thoát hàng sau đó thì em chờ xuống đây em gom, thì lúc đấy là cái việc mà em có lời 10% là em lại đập vào đây thì có phải là mình sẽ khó gọi là lợi nhuận kép, đúng không chị? Đó, chứ là ví dụ như là con nào em đầu tư dài hạn là em cứ để đấy luôn, là ví dụ như là 6 tháng 1 năm 2 năm đấy cho nó chạy, còn riêng đánh cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh này theo phong cách của em ấy, thì anh chị sẽ gì, anh chị sẽ chỉ cần một vài ngày thôi đấy, ví dụ như chỉ cần 16 ngày thôi là anh chị có lợi nhuận khoảng 10 11% rồi, sau đó hồi về thì anh chị đánh tiếp đấy. MBS bây giờ nó cũng tăng tăng trưởng, nó chạm vùng gì kháng cự thì nó sẽ có gì đợt rút dâu, và thời gian tới quay đầu anh chị có thể gom được đấy. Còn SSI thì bây giờ là sao, nó vẫn tăng trưởng rất là mạnh, từ đây em cũng lợi nhuận khoảng hai mấy phần trăm rồi. Ngày hôm nay tăng rất là tốt đi anh chị, nhưng mà căn bản là sao, căn bản là bây giờ thì lên trên này thì người ta chốt nhiều thì nó lại giảm xuống thôi, nhưng mà hiện tại là cái con này nó đã phá qua thì phá qua vùng kháng cự rồi, nhưng nó có thể bật tăng tiếp trong tương lai đấy. ORS thì sao anh chị, đâu ORS đâu, ORS hôm nay tham chiếu nhưng mà nó vẫn đang là trong những khu vực này anh chị ha. Đó thì cái dòng SSI này là cái dòng mà em cũng có chia sẻ với anh chị trong nhóm cũng như chia sẻ trong phiên live rất là nhiều rồi, nên là anh chị nắm bắt được những thông tin này thì hôm nay cũng đã có lợi nhuận. Đó. Còn có những con khác nó chưa chạy, ví dụ như về dòng thép, về dòng thép hôm nay anh chị nhiều anh chị hỏi là có chốt không, vì căn bản là bây giờ hiện tại là đang bị lỗ, nhưng mà lỗ tính ra khoảng 3-4%, nó đâu có gì đâu anh chị, mà cái việc mà chúng ta gom ở những cái khu vực hỗ trợ này rồi thì cái việc mà nó bật lên thì nó sẽ là tăng trưởng thôi nhá, không nên không có việc gì phải lo lắng. Anh chị nhìn thấy cái volume của nó thì nó chỉ khoảng 12 triệu phiếu à, nó cũng không có nhiều đấy, mà bây giờ hiện tại nó đã xuất hiện những cái cây nến gọi là spin top rồi, thì nó sẽ cân bằng khu vực này, mà cái việc cân bằng thì anh chị biết rồi. Để hôm nay em bật volume lên là chủ yếu là để cho anh chị xem về SB ấy, chứ còn bình thường thì em đâu có sử dụng volume đâu anh chị đấy. Thì hôm nay em nói luôn là cái việc mà gì, cái nến này này nó gì nó đi như này gọi là nến cân bằng, nó spin top. Thì spin có nghĩa là dịch ra thành con quay anh chị, nghĩa là gì, nghĩa là nó là nến gọi là hai bên thì có sự cân bằng nhau, thì đối với 12 triệu cổ phiếu 13 triệu này này thì một nửa nó là gì mua, một nửa nó là bán, thì là nó giữ ở giữa thôi anh chị đấy. Anh chị nhìn vào nến, anh chị biết phân tích nến thì cái việc volume này nó chỉ là điều bình thường thôi nha. NKG sao, NKG hôm nay việc khớp lệnh nó chỉ có 20 triệu phiếu và nó đang trở về những cái vùng hỗ trợ cũng như là trở về những đường trên line tốt, nên chúng ta cứ giữ bình thường. Thậm chí là nếu mà ngày mai mà nó xuất mát mẻ những cái cây nến xanh và nến đảo chiều đây, em có thể hỗ trợ cho anh chị gom lại đấy. Đấy là về NKG nhé, rồi là về HPG sao, cũng y chang như vậy anh chị, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nên là nhiều anh chị ngày hôm nay cứ hỏi là ở con này bán con kia bán, thật ra những cái con mà hôm nay em bán ấy là em có chia sẻ cho anh chị ở trong du khuyến nghị này, ví dụ HCM em bán vì sao, bởi vì không phải con này, sorry mọi người, đâu rồi, về dòng khuyến nghị đây, hôm nay về dòng chứng, như em xin lỗi anh chị, bán xong rồi em cắt luôn bên kia mà VND, em xin lỗi VND.
Bởi vì căn bản là sao? Căn bản là cái việc gì? Cái việc nó trendline như này, nó vẫn là khu vực trendline dài. Đấy. Và mình gom ở khu vực này thì sao? Đợt trước cái kỳ vọng của em là nếu mà nó bật lên tận trên này này. Đấy. Thì ra là nó bật lên tận trên này này. Thì nó cũng được khoảng 5 đến 6% thì là em sẽ chốt, nhưng mà cái lực mà nó bật lên nó yếu lên đây nó giảm rồi mà nó tuân thủ trend thì mình sẽ thoát đâu đó lợi nhuận khoảng 1 đến 2% và mình sẽ đảo dòng, chứ không thể nào mình chờ được, đúng không? Mình không thể nào mình chờ được. Ví dụ như con SHS này anh chị thấy không? Đây. Con SHS này. Nó sẽ như này. Nó sẽ cứ đi ngang như này thì đến bao giờ anh chị mới có thể là nó bật lên được, đúng không? Anh chị phải nhìn ra được cái video đó để xem là phân tích xem con nào lợi thế hơn con nào thì anh chị gom là nó ổn hơn. À, còn theo quan điểm của em là những cái con nào hiện tại đang gom đang có lợi nhuận thì cứ giữ bình thường. Đấy. Về dòng ví dụ như dòng dầu khí hôm nay anh chị thấy nó giảm mạnh đấy, nhiều khi là chê là cũng đúng thôi, được, bởi vì sao? Bởi vì là nó quá xấu đấy. Anh chị nhớ BSR chạm vùng kháng cự ngày hôm qua em vừa nói xong, nay nó giảm giảm điểm đấy. Rồi là gì? PVT thì sao, nó nhiều khi nó phá qua khu vực trend thì nó đi xuống rất là mạnh ha đấy. PVS thì cũng giảm này, Ga thì cũng giảm này, rồi là gì, VLX cũng giảm, nên là những cái dòng này thì anh chị đánh thì gần như là sẽ không có cửa ăn à. Một chút về đầu tư công. Đầu tư công thì hôm nay có HUT là giảm mạnh thì con này thì em cũng khá là vui nhé. Đấy, để mà nói về những cái con khác thì không nói, nhưng HUT giảm mạnh em đã canh nó ở những cái khu vực này và chờ nó xuống khu vực này rồi, thì em theo em thì đến phiên ngày mai xem nó có giữ được ở cái những cái khu vực này không thì em sẽ gom hàng ha. Đấy, con này cái tỷ suất lợi nhuận của nó rất là tốt anh chị ha. Tính ra nếu mà anh chị gom ở đây lên đến 12 13% đấy. Nhiều khi á anh chị cứ đánh về dòng ngân hàng hoặc đánh về dòng khác, anh chị sẽ gì? Anh chị sẽ thấy là nó tăng trưởng đều ổn định, nhưng mà nó chỉ là tăng theo sóng thôi. Còn những có những cái con mà nó chỉ đi sideways như này thôi mà lợi nhuận của anh chị cũng ngon rồi nha. Nên chúng ta là nhà một nhà đầu tư, chúng ta quan tâm nhiều đến lợi nhuận nhiều hơn là cái sở thích của chúng ta nhiều hơn. Đó. Đấy, hoặc là những cái con dòng ví dụ như CTD các thứ này nó vẫn đang ở vùng nền tốt, anh chị có thể gom này. Đấy, hoặc là những cái con khác ví dụ như là C4G này. Đấy, hoặc là con hôm nay có nhiều anh chị hỏi một con nữa, có CI nữa. Đấy. Thì những cái con này hiện tại là nó đều về những cái vùng hỗ trợ, như nên là anh chị đâu có lo đâu. Em nói rất là nhiều lần trong những cái video cũng như phiên live rồi, nếu anh chị gom ở những cái vùng nền tốt ấy, thì anh chị cắt chỉ có 2-3% thôi, mà nó thị trường nó rủ này thì anh chị đâu có sợ đâu, chỉ là sợ anh chị gom trên đỉnh này xong bắt đầu nó rủ cây 3% này, ngày mai nó rủ thêm cây nữa 4-5%, anh chị sợ anh chị cắt, mà vừa cắt xong cái là thị trường lại đi lên. Đấy, thế nên là rất là cay, nên là anh chị phải sao, nói cay thì nói nó hơi thô tục nhưng căn bản là sao, nó cũng khó chịu. Ừ, nó cũng khó chịu bởi vì sao, mình vừa thoát xong bắt đầu nó bật lên, nên là ra nên là anh chị nên cân nhắc là cứ gom vùng nền cho em. Còn khi mà anh chị gom vùng nền mà nó còn phá vùng nền nữa thì coi như là cái quan điểm của chúng ta không đúng, đúng không? Chúng ta nhận định thị trường lúc nào nó cũng có đúng có sai và có sự xác suất, nên chúng ta phải đặt cái việc mà quản lý vốn lên hàng đầu. Đến nay em mới nói anh chị là cái việc quản lý lộ vốn là rất là quan trọng à. Đấy, thì ngày hôm nay thì em cũng chỉ làm video để review cho anh chị thêm về thị trường như vậy thôi, để giúp cho anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn và không có việc gì chúng ta phải sợ hãi cái thị trường làm điểm cả nhá. Thị trường mà không giảm điểm thì anh chị không có cơ hội để anh chị không khu giá rẻ đâu. Còn đối với dòng banh thì sao, có hàng thì sao, anh chị nên chốt, sau đó thì anh chị sẽ đảo dòng hoặc chờ một hai phiên nữa, một vài phiên nữa mà thị trường nó ổn ổn trở lại, anh chị lại có banh bình thường. Đấy. Còn anh chị là đầu tư dài hạn với banh thì sao, trung hạn với banh thì sao, cứ giữ. Đấy, còn anh chị nào đánh ngắn hạn ví dụ cứ gom mua đi bán lại với em ấy, thì em sẽ là người bán dòng banh và chuyển qua, em đã nói bán dòng banh chuyển qua dòng chứng từ cách đây khoảng một tuần nhé, chứ không phải hôm nay thị trường chứng tăng em nói đâu. Còn mình dòng thép thì em bảo em cứ giữ bình thường mà, có vấn đề đâu gì đâu chị anh chị nhá. Cảm ơn chị đã theo dõi cái video này, nếu hay và hữu ích thì mọi người có để lại muốn like, comment và đặc biệt chia sẻ video dành cho những người thân yêu nhất. Nhớ subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nha. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ, hẹn anh chị vào cái video của ngày mai.